con đi quán hả? Đó. Sơn Hà mua gì? Hả? Sơn Hà mua gì nè? Mấy cây con lấy mấy cây gì vậy, đâu mà đóng cái nón đẹp quá vậy? Con mua kẹo. Tiền đâu, mất tiền coi có tiền không, trả bà đi. Đã chưa? Con mua gì nữa không? Con mua đi về nha. Mấy con 5 ký muối đi. 2 ký. 5 ký không? Bịch nhỏ được không? Dạ được. Rồi lấy gì nữa không? Đi về nha. Đâu lấy gì? Kẹo. Kẹo. Tính tiền đi. Bà ơi tính tiền. Bà ơi tính tiền. Ừ. Lấy nữa hả? Lấy nữa không? Lấy nữa không? Kẹo quá. Dạ nhiêu tiền không? Cái này lấy 28 ngàn thôi. 28 với cái kẹo này ngày chẳng 30, hết nổi không? Hết quá em coi đâu. Hết nổi không? Hết nổi không nè. À đó. Tiên coi. Tiên đi. Rồi để đó đi. Mẹ mở đây. Mẹ mở cho. À mẹ đi.